giống chó mạnh nhất hành tinh, ngao Tây Tạng hay Pitbull? Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với News TV. Ngao Tây Tạng và Pitbull là những cái tên trong dòng chó chiến nổi tiếng trên thế giới. Nhắc đến tên hai giống chó này thì bất kỳ ai cũng đều cảm thấy lạnh tóc gáy bởi sự hung dữ và hiếu chiến quá nổi tiếng của chúng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề vô cùng thú vị này nhé. Pitbull, vua chó chọi, khiến cho nhiều người kinh sợ. Nói về độ hung dữ của Pitbull thì có lẽ không ai còn xa lạ gì, thậm chí là với những người không sành sỏi về chó cũng biết rõ rằng Pitbull thực sự là một giống chó tiềm ẩn vô số những điều hiểm nguy, không thể lường trước được. Những người nuôi dòng chó chiến này thường thích những con vật mạnh mẽ và đặc biệt là phải có tinh thần thép. Pitbull không cao lớn đồ sộ, ngược lại chúng có một chiều cao khá bình thường hay thậm chí là khiêm tốn so với những giống chó chiến khác. Vậy nhưng nhỏ mà có vỏ, nói về độ máu chiến thì dường như Pitbull chẳng gán giống chó nào cả. Một chú chó Pitbull trưởng thành có cân nặng chỉ khoảng từ 30 tới 40 kg. Nếu được chăm sóc tốt, không sở hữu chiều cao khổng lồ lấn át đối thủ, nhưng những múi cơ cuồn cuộn trên cơ thể của chúng luôn khiến cho nhiều người phải kinh ngạc, sợ hãi mỗi khi nhìn thấy. Nếu nhìn thấy một chú chó Pitbull trưởng thành thì bạn sẽ thấy cơ thể của chúng gần như là không có mỡ thừa. Trải dọc từ đầu đến đuôi luôn cuồn cuộn các bó cơ đầy mạnh mẽ xếp chồng lên nhau. Điều này khiến cho chúng trở nên gân guốc và đáng sợ hơn rất nhiều. Nhờ sở hữu cơ bắp như vậy nên từng đòn tấn công của Pitbull luôn tràn đầy sức mạnh và có thể gây sát thương nặng đến không ngờ. Bên cạnh một cơ thể cơ bắp, bộ răng sắc nhọn cũng là thứ vũ khí chiến đấu bất khả chiến bại của giống chó này. Với hàm răng sắc nhọn, lực cắn lớn, Pitbull có thể dễ dàng hạ gục bất kỳ một giống chó nào có kích thước lớn hơn chúng nhiều lần. Có lẽ từ sợ chưa bao giờ nằm trong từ điển của giống chó hung hãn bậc nhất thế giới này. Nếu tìm hiểu sâu hơn về Pitbull, chắc chắn thì bạn sẽ cảm thấy choáng với lực cắn ở cơ hàm của giống chó này. Các chuyên gia về động vật học điển hình là chó chiến đã chỉ ra rằng trung bình một chú chó Pitbull có thể hủy diệt một vật thể nặng khoảng 250 pound, tức là khoảng 106,5 cân trên 1 inch vuông. Và đây có thể xem là một con số không tưởng. Uy lực của bộ hàm khiến cho Pitbull trở thành nỗi ám ảnh của nhiều loài vật khác, trong đó có cả con người mỗi khi chúng vào thế tấn công và nhe bộ răng sắc nhọn có cấu trúc hệt như là một khớp khóa. Để thử sức bám chịu của bộ hàm thì nhiều người đã cho Pitbull đu mình lên một vật cao và bắt chúng bám trụ bằng bộ hàm của mình. Và kết quả, Pitbull có thể duy trì trong khoảng hơn 30 phút và không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Thậm chí trong quá khứ thì Pitbull cũng từng gây choáng khi có thể tự mình làm di chuyển cả một chiếc xe 4 bánh. Với sức mạnh tưởng như có thể hủy diệt tất cả mọi thứ, bởi thế mà dù có một kích thước cơ thể khiêm tốn nhưng Pitbull luôn góp mặt trong những giống chó đáng sợ nhất thế giới cùng với ngao Tây Tạng. Và cũng vì vậy mà không ít lần ngao Tây Tạng với Pitbull được đặt lên bàn cân để so sánh, bất kỳ ai cũng đều tò mò rằng giữa hai dòng chó dữ là 8 lạng và nửa cân này thì khi chiến đấu với nhau, con vật nào sẽ giành được chiến thắng. Ngao Tây Tạng, sư tử vùng thảo nguyên, vang danh, lừng lẫy. Hễ cứ nhắc đến giống chó chiến thì ngao Tây Tạng với Pitbull luôn là đối tượng được nhắc đến đầu tiên. Nếu một kẻ được mệnh danh là vua chó chiến thì kẻ còn lại cũng không chịu kém cạnh khi được tôn vinh là sư tử vùng thảo nguyên. Vậy trước khi so sánh với vua chó Pitbull để chọn ra kẻ mạnh nhất, liệu bạn biết bao nhiêu về sức mạnh đáng sợ của những chúa tể đến từ thảo nguyên vùng Tây Tạng này? Khác với Pitbull, kích thước của một giống ngao Tây Tạng trưởng thành thì to lớn hơn rất nhiều. Ước tính của một giống ngao có thể cao từ 80 đến 90 cm và nặng lên tới 100 cân, tức là gấp 3 lần so với Pitbull. Thoạt đầu mới nhìn thì hẳn sẽ có khá nhiều người cho rằng Tây Tạng có rất nhiều mỡ bởi có thể xồ xề, đồ sộ, tứ chi vừa to lại vừa ngắn. Tuy nhiên bạn đã bị đánh lừa bởi bộ lông xù xì vĩ đại của giống chó này rồi. Vì sở hữu bộ lông cực dài và dày nên cơ bắp của Tây Tạng đều bị che giấu hết. Do đó mà nhiều người cho rằng nếu so chó ngao Tây Tạng với chó Pitbull về múi cơ thì giống chó đến từ thảo nguyên này không bị được. Trong khi đó thực tế cho thấy rằng chạm được vào múi cơ của chó ngao cũng sẽ khiến cho bạn hết hồn vì nó quá săn chắc đấy. Thảo nguyên vốn không phải là vùng đất an toàn vì nó luôn xuất hiện các loài thú dữ như là chó sói, sư tử hay thậm chí là hổ báo. Chính một môi trường khắc nghiệt và luôn tồn tại ranh giới sinh tồn đã khiến cho ngao Tây Tạng vốn đã mạnh lại càng trở nên hung hãn hơn. Bất kỳ một loài vật nào tấn công, giống chó ngao cũng luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và hạ bệ đối thủ một cách nhanh gọn. Tương truyền rằng trong quá khứ có một giống chó ngao được mệnh danh là thần khuyển tên là Sát Ba Tháp. Người ta vẫn thường kinh hãi kể về việc Sát Ba Tháp đã một thân, một mình chiến đấu và cắt chết hơn 37 con chó sói rừng để bảo vệ đàn vật nuôi của gia chủ. Đây cũng chính là một trong những minh chứng khiến cho người ta càng tin tưởng hơn vào sức mạnh kinh khủng khiếp của ngao Tây Tạng. Nếu so với tốc độ của ngao Tây Tạng với Pitbull thì hẳn chúng sẽ không thể sánh bằng.
Tuy nhiên ở giống chó ngao thì sẽ có sự phán đoán chính xác cùng với giác quan cực kỳ nhạy bén, bởi thế mà chúng có thể dễ dàng nhận thấy được những điểm yếu của đối thủ và tập trung tấn công trực diện vào đó. Vì vậy nếu là một cuộc chiến tay đôi thì Tây Tạng rất hiếm khi trở thành kẻ bại trận. Ngao Tây Tạng và Pitbull giống chó nào mạnh hơn? Nếu nói đến giống chó nào mạnh nhất thì Ngao Tây Tạng với Pitbull luôn được đem ra để so sánh. Sẽ không sai khi nói rằng hai giống chó này chính là kỳ phùng địch thủ của nhau khi bao trận chiến qua đi. Người ta vẫn không tìm được đâu là giống chó mạnh nhất. Mỗi một giống chó chiến thì đều có những ưu điểm riêng và cùng sở hữu một sức mạnh phi thường và những con vật khác khó mà lòng bì lại được. Theo đó thì Pitbull vinh dự được gọi tên vào top 10 loài vật sở hữu bộ hàm có lực cắn lớn ngoài sức tưởng tượng. Trong khi đó thì Ngao Tây Tạng mới chỉ bắt đầu vang danh thế giới trong những năm gần đây và chưa có vinh dự bước chân vào bảng xếp hạng này. Tôi lép vế về mặt này nhưng ở những khía cạnh khác Ngao Tây Tạng cũng không bao giờ để mình thua kém hơn. Với sự tích huyền thoại một mình đơn phương độc mã diệt sạch 37 con chó sói rừng cũng đủ để khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi về giống chó này rồi. Vậy nếu để hai giống chó này được đấu trực diện với nhau, bạn có thể tưởng tượng được viễn cảnh kinh khủng nào sẽ xảy ra hay không? Với chó Ngao Tây Tạng, chúng có lợi thế rất lớn là sở hữu một cơ thể đồ sộ to lớn, dễ dàng lấn át tâm lý của đối thủ. Tuy sở hữu vóc dáng nhỏ hơn nhưng Pitbull sẽ chẳng nào đúng khi chúng có sự dẻo dai và sức bền cực kỳ tốt. Có thể tấn công Ngao Tây Tạng bằng những tuyệt chiêu nhanh như cắt. Và khi bắt đầu thì Pitbull nhanh chóng lợi dụng sức nhẹ cơ thể để lao đến cắn xé tấn công Tây Tạng bằng những đòn hiểm hóc bởi cơ hàm sắc nhọn của mình. Vậy nhưng Tây Tạng lại có một bộ áo giáp cực kỳ kiên cố là bộ lông rậm và dày nên gần như không phải chịu quá nhiều những tổn thương từ sự tấn công của Pitbull. Hành động cắn xé của hai giống chó này diễn ra qua lại liên tục và không con nào chịu nhường con nào. Chính vì thế đến cuối cùng thì người ta buộc phải công nhận rằng mỗi một giống chó đều sở hữu sức mạnh riêng biệt và không thể chọn ra được đâu là kẻ mạnh nhất. Chó Ngao Tây Tạng với Pitbull nên nuôi giống chó nào hơn? Với những người có cá tính mạnh mẽ, yêu thích việc nuôi và huấn luyện chó chiến thì việc nuôi chó cảnh Ngao Tây Tạng và Pitbull là rất hợp lý. Tuy nhiên ở từng khía cạnh khác nhau, Ngao Tây Tạng với Pitbull đều có thể hoặc là không thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Điều đó sẽ khiến cho nhiều người hoang mang rằng giữa hai loài này thì nên lựa giống chó nào. Về mức giá để sở hữu giống chó chiến tùy thuộc vào điều kiện kinh tế mà bạn có thể mua được một giống chó phù hợp với mình. Theo đó thì với giống chó Tây Tạng, mức giá của chúng được liệt kê vào một trong những giống chó đắt đỏ bậc nhất trên thế giới. Thậm chí từng có một giống chó Ngao Tây Tạng được bán với mức giá là 99 tỷ Việt Nam đồng. Không chỉ có giá cực kỳ chát mà chế độ ăn uống của giống chó này cũng sẽ phải khiến bạn ngạt thở về chi phí. Do đó nếu muốn mua chó chiến ở một mức giá thấp hơn, bạn có thể lựa chọn mua Pitbull. Hiện nay để sở hữu một giống Pitbull hiếm cùng với họ hàng gốc gác toàn là hàng khủng, bạn cũng chỉ cần phải bỏ ra vài trăm triệu, rẻ hơn rất nhiều đối với một giống Ngao Tây Tạng quý. Về nhu cầu bảo vệ giữ nhà cửa, nếu bạn muốn sở hữu một giống chó có năng lực bảo vệ tốt thì Ngao Tây Tạng chính là một lý do hợp lý hơn cả. Đây vốn là giống chó được người Tây Tạng xa xưa chuyên dùng để trông giữ nhà và đàn gia súc. Không ngoa khi nói rằng giống chó này đã có kinh nghiệm bảo vệ lên đến cả ngàn năm. Khác với chó Ngao, mặc dù Pitbull có thể bảo vệ nhà cửa tốt nhưng chúng lại rất dễ nóng tính và thường thể hiện ở mức độ thái quá. Thậm chí thì Pitbull còn có thể tấn công người bước vào nhà nếu như chủ nhân không thể kiểm soát được hành vi của chúng. Do đó khi nuôi Pitbull, thời gian xích chúng lại thường khá nhiều, vì nếu sơ sẩy một chút thôi rất có thể giống chó này sẽ gây họa đấy. Về sự trung thành thì nếu trung thành là điều bạn cần ở một chú chó thì hẳn chó Ngao Tây Tạng vẫn là cái tên được gọi. Khi bạn nuôi một chú chó Tây Tạng, chúng sẽ tuyệt đối trung thành và chỉ có một người chủ duy nhất là bạn. Trái với Tây Tạng, Pitbull lại có sự trung thành khá nửa vời. Thực tế, nếu bạn chăm sóc chúng sẽ rất trung thành. Tuy nhiên, nếu bạn bán chúng đi, sau một thời gian chúng sẽ sang nghe lời và dành sự trung thành cho người chủ mới. Và trong một vài trường hợp thì Pitbull cũng sẵn sàng phản bội chủ nhân của mình. Vì độ ngoan ngoãn, nếu đây là điều quan trọng nhất bạn cần ở một chú chó thì hẳn cả Ngao Tây Tạng với Pitbull đều không phải là lựa chọn dành cho bạn. Trên thực tế thì hai giống chó này đều cực kỳ ương bướng và để huấn luyện được chúng vào nề nếp, bạn cần phải bỏ ra một khoảng thời gian cực kỳ lâu, vất vả cùng với sự kiên nhẫn được đẩy lên đến mức cao nhất đấy. Bạn cần một chú chó có thể chơi cùng với trẻ con. Nếu bạn muốn một giống chó chiến an toàn có thể chơi cùng với con nhỏ thì Pitbull chính là lựa chọn an toàn hơn cả. Nếu bạn biết cách huấn luyện và dạy dỗ giống chó này đúng cách thì chúng sẽ không làm hại đến trẻ nhỏ khi chơi cùng. Còn với Ngao Tây Tạng, ngay cả khi bạn huấn luyện chúng theo nhiều phương thức khác nhau thì giống chó này vẫn cực kỳ ghét trẻ con. Trên đây là những nhận định về giống chó mạnh nhất hành tinh, Ngao Tây Tạng hay Pitbull. Video có tham khảo tư liệu của johnsilly.vn. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại cảm nhận của mình về clip nhé. Video của bọn mình đến đây là hết rồi. Hãy subscribe, like và share ủng hộ News TV. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.